Đây là ngày sản xuất, còn đây là hạn sử dụng. Nếu mình mua thì mình phải coi kỹ cái này. Nếu mình biết sắp hết ngày sử dụng á thì mình không có nên lấy. Vậy là tất cả các mặt hàng đều phải có cái lằn sọc sọc giống như vậy. Nếu mà gần hết hoặc qua ngày sử dụng được ghi trong đây thì mình không mua hả dì hai? Đúng rồi, bà con của mình á nên tập mua hàng theo cách văn minh đi, để đảm bảo sức khỏe và tránh dùng hàng quá đát mà tốn kém tiền bạc. Đát là gì vậy hả dì hai? Đát là tiếng nước ngoài, còn dịch tiếng Việt á là hạn sử dụng. Vậy hả? Đây nè, hộp sữa này á còn hạn sử dụng tới mấy tháng lận. Cảm ơn dì hai. Dì hai bán mà còn giải thích như vậy thì bây giờ con mới hiểu. Đó là trách nhiệm của người bán. Còn mã vạch mà ghi trên cái hộp sữa này á là của nhà sản xuất đối với người tiêu dùng. Hôm trước con có xem truyền hình, thấy sữa cho trẻ em có chất gây bệnh thận. Con sợ quá nên không có cho mấy đứa nhỏ uống nữa. Có những kẻ độc ác, mất nhân tính, tìm lợi nhuận trên sinh mạng của trẻ thơ. Vì bán thì cũng cập nhật thông tin, tránh những trường hợp bà con mình sử dụng sữa không có chất lượng. Dạ cảm ơn dì. Thôi con về. Chuyện gì vậy con? Mấy đứa nhỏ bỏ lớp không đi học đủ phải không? Không phải đâu má. Lúc con đi dạy về, con có ghé bên công an để thăm anh Hai Đờn. Nghe nói là hồ sơ của ảnh đã chuyển lên công an huyện rồi. Bây giờ ảnh mang hai tội là đánh người vô cớ và cướp của. Vậy là nó đi tù 50 triệu. Anh Hai Đờn quả quyết với công an là không lấy 50 triệu của thằng cha Vũ. Má biết thằng Hai Đờn nó đánh thằng Vũ là vì chuyện của con Sen với thằng Lực. Bọn chúng trả thù bằng cách là vu khống cho anh Hai Đờn. Nếu mà bây giờ nhà mình giúp dì thu 50 triệu đưa cho thằng cha Vũ thì chẳng khác nào mình công nhận anh Hai Đờn cướp 50 triệu của tụi nó. Tôi sẽ góp vốn vào quỹ tín dụng xanh cho bà con mình là 3 tỷ. Như vậy thì tôi cảm ơn anh rất nhiều. Bà con mình nghe tin này chắc ai cũng mừng. Tôi làm chuyện này, tôi muốn cảm ơn những người nông dân. Tiền lời tôi kiếm được bấy lâu nay, tôi muốn sử dụng cho đúng nghĩa.
Còn cả gia trơn ở xứ mình, nhiều lúc không nuôi nổi bà con. Đối với những người nông dân thật thà chất phác, đôi lúc mình phải đánh đổi nhiều thứ để lấy sự biết ơn. Họ là những người lương thiện, chỉ biết có làm, hên xui mà rủi, giờ phút chót mới biết. Cho nên nông dân mà trở thành triệu phú chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiên nhiên thì ưu đãi, nhưng nghèo thì còn nhiều như rã. Kế hoạch của tôi được anh ủng hộ. Con cả ở xứ mình phải nuôi và sẽ làm giàu cho bà con. Vài hôm nữa sẽ khánh thành hợp tác xã. Tôi sẽ đưa ra tiêu chuẩn và quy trình nuôi chặt chẽ. Có như vậy thì con cá da trơn, cá ba sa ở xứ mình mới đi xa được. Không chỉ bơi trong ao nhà, sông Tiền, sông Hậu, mà phải bơi ra biển, qua Mỹ, qua các nước châu Âu, châu Úc. À. Dạ chú, chào anh. Chào bạn trẻ. À. Ngồi đi cháu. Dạ. Ngồi đi. Dạ. Nè, sao tới trễ vậy? Chú chờ cháu hai ngày nay rồi đó. Dạ, con bận chút chuyện nhà. Tại má Thu con dâu này đang rối lắm. Chuyện của hai đợt phải không? Cái tụi này thừa nước đục thả câu mà. Con nghe đồn á, là ông nhóm ông gửi đơn lên cả công an huyện. Như vậy là chuyện lớn rồi chú à. Đây là số tiền 50 triệu trong cấp xe của anh. Mày cũng đáo để lắm. Cái này anh khen em hay là anh chê em? Mày muốn nghĩ sao cũng được. Đến cả tao cũng không đỡ nổi mày. Lúc ở quán nước, tao gần muốn siêu lòng trước lời năn nỉ của bà Thu. Bản lĩnh của anh bao nhiêu năm trời, trong phút chốc em nhìn thấy sự yếu đuối trong mắt anh. Mày làm riết tao bực mình mày lắm. Muốn làm gì thì làm, tự tung tự tác, không hỏi ý kiến tao một tiếng nào hết. Dạ em hiểu. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Cái cách dùng giấy nợ để đánh gục con Sen xem như chưa thành. Nay tự nhiên thằng Hai Đờn nhảy vô lãnh. Anh chịu đau chút xíu mà giờ anh đã tội nguyện. Thật sự tao rất nể Sen. Tất cả những đứa con gái đi qua đời tao đều là vì tiền. Nhưng Sen thì khác hẳn. Trong cô ấy thật thà, thủy chung, lại có đức tính hy sinh. Thử hỏi một người con gái như vậy, làm sao tao có thể không yêu được. Thôi, em về đi. Mai anh muốn ăn gì, em mua vào cho anh ăn. Giờ anh chẳng muốn ăn gì, ngoài chỉ muốn ra ngoài để dằn mặt thằng khốn nạn đó. Thôi anh à. Hết giờ rồi, mời chị về. Dạ, cảm ơn anh.
Mai em tới nha. Ừ. Nãy là anh chủ tịch xã, tôi quyết định mãi nảy đơn. Giả lại chầm sớm với nhau, tôi á cũng không muốn khó làm gì. Tôi cảm ơn anh. Số tiền 50 triệu thằng Hai Đơn quả quyết với công an là nó không lấy. Bây giờ anh giải quyết sao? Trời, thằng rể tôi mừng ăn bạc tỷ, với nó vài chục triệu nhầm nhỏ gì. Với lại á, nó nhớ lầm, do bị thằng Hai Đơn nè đánh chấn thương nặng quá nên nó nhớ sai. Số tiền 50 triệu đồng đó đó, nó để ở nhà, nó không mang theo. Nên thật là oan ức cho thằng Hai Đơn. Nó nhờ tôi nè gửi lời xin lỗi bà con. Xin lỗi bà con nha. Trời đất quỷ thần ơi, cái vụ đó bây giờ ông mới nói là sao hả? Ông có biết là cái tội du không, người ta là ở tù mấy năm không hả? Thôi. Tức quá mà. Thôi mà. Như vậy là số tiền 50 triệu của cậu Vũ coi như là không mất. Dạ. Bây giờ anh ký vào tờ đơn bãi nại này, coi như là kết thúc mọi chuyện. Dạ. Nè, cho ông biết nghe, hình như cái vụ này á là có thằng đầu sỏ xúi ông đúng không? Ác lai ác báo nghe chưa? Thôi mà chị. Nè, chị Nhung á, có rê không? Có. Có. Thằng rể tôi á, nó nói sớm muộn gì á cũng làm rể sớm này, cho nên không muốn mít lòng với ai hết. Giữ quà để với quý mà. Anh Nhông à, xin phép anh cho tôi gặp cháu Sen một chút được không? Bà nè, gọi Sen bà. Sen ơi. Dạ chào chú. Chào cháu. Xin phép anh chị cho tôi hỏi cháu Sen một vài câu được không? Dạ được ạ. Cháu Sen, cháu khỏe không? Dạ con khỏe, con cảm ơn chú. Nghe nói cháu sắp lập gia đình phải không? Nè Sen, vậy chứ bây ưng thằng Vũ, nhưng con có thương nó không hả? Tôi á, tuy là cha dưỡng nhưng tôi rất tôn trọng quyền quyết định của cháu. Nó ưng đâu tôi gả đó. Anh nói như vậy thì tôi xin phép được bày tỏ, tôi xin đứng ra làm chủ hôn thay mặt ba mẹ cháu Lực, xin hỏi cưới cháu Sen. Cháu nghĩ gì sao? Dạ thưa chú Tùng, con không yêu anh Lực nên con không ưng. Đó, nghe không? Nó đâu có ưng. Quan hô. Uống nước nha. Ha
con. Má. Hai Đờn. Má. Hai Đờn, đi về nhà với má. Đi về. Má. Đi. Em xin lỗi. Mấy ngày nay tại vì em mà cả nhà lo lắng. Thôi, mai mốt làm cái gì cũng phải biết suy nghĩ. Đừng để má buồn. Má chỉ có mình em thôi đó. Có hai anh em mình chứ. Sao chỉ có mình em? Anh Lực, anh đã biết hết mọi chuyện rồi chứ? Ừ. Hồi chiều chú Tùng có kể cho anh nghe. Chị sẽ nói vậy chứ không phải vậy đâu. Anh có cách rồi. Anh Lực, cô Gió Tầm gửi cũng yêu anh lắm đó. Má rất muốn có một cô con dâu như Tầm gửi. Có lúc nào em nghĩ tới điều đó không? Em yêu Lan, nhưng má không có chịu. Thôi thì cứ để thời gian quyết định, chứ em không muốn lúc này má lo nghĩ nhiều. Tầm gửi là một cô gái tốt, ai diễm phúc lắm mới có được Tầm gửi. Cuộc đời anh đã gắn chặt với Sen rồi, bây giờ bất luận có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ chờ Sen. Chờ? Sự chờ đợi của anh làm người khác liên lụy. Anh cố gắng sống mà chấp nhận thực tế, hạnh phúc cũng đang ở gần anh đó. Thưa bà con, thưa anh Tùng chủ tịch, coi như là tổng số tiền quỹ tín dụng xanh của chúng ta là đạt được 10 tỷ. Đó là sự đóng góp của nhiều hộ nuôi cá bè trong vụ tháng rồi, và tôi doanh nghiệp thu mua cá. Sắp tới nếu được tăng thêm á, thì bước đầu coi như chúng ta đã thành công về mặt vốn. Còn về phần sử dụng nguồn vốn á, và việc nuôi cá theo đúng quy trình kỹ thuật thì sẽ do anh Tùng chủ tịch quyết định. Dĩ nhiên á, là ưu tiên cho những hộ gặp khó khăn. Tôi rất vui khi được bà con hưởng ứng. Tôi hy vọng rằng doanh nghiệp thu mua cá và bà con nông dân cùng chia sẻ, hợp tác tất cả các nguồn lợi từ cá để chúng ta cùng phát triển. Sắp tới tôi sẽ tiến hành ký hợp đồng với các hộ nuôi cá, hướng dẫn nuôi đúng quy trình kỹ thuật để tạo ra nguồn cá đúng theo tiêu chuẩn, đúng theo yêu cầu thị trường cá Âu, Mỹ và Nhật Bản. Bây giờ thì tôi xin nhường lời lại cho anh Tùng chủ tịch. Dạ. Thưa bà con, bao nhiêu năm nay chúng ta vất vả với con cá da trơn, nay phải đoàn kết lại. Trước tiên là bảo vệ quyền lợi của người nuôi cá, sau là phát triển nghề nuôi cá. Đó là một thế mạnh của địa phương chúng ta.
Tôi đã thực chứng kiến nhiều vụ thương lái ép giá mua cá, gây thiệt hại không nhỏ cho bà con. Kinh tế thị trường mở ra một hướng mới cho sự công bằng trong thương mại. Nay chúng ta sẽ thành lập hợp tác xã để thống nhất trong sự đoàn kết chống ép và phá giá. Hay nói rõ hơn, chính chúng ta sẽ đứng ra ký hợp đồng với những doanh nghiệp thu mua cá làm ăn có uy tín. Họ đảm bảo bao tiêu sản phẩm và đáp ứng được yêu cầu của người nông dân, để người nông dân phải có đồng lãi trong việc nuôi cá. Nay chúng ta sẽ bầu ra ban quản lý hợp tác xã. Nhiệm vụ của ban quản lý hợp tác xã là quản lý nguồn vốn. Những hộ nào gặp khó khăn cần vay vốn, ban quản lý hợp tác xã sẽ xác minh và hỗ trợ vốn. Còn kỹ thuật nuôi và chăm sóc, tôi cùng với chú Bách sẽ soạn thảo những tài liệu để phân phát cho bà con. Tôi cùng với chú Bách và ban quản lý hợp tác xã sẽ đi tìm nguồn giống và sẽ phổ biến cho bà con biết quy trình chế biến thức ăn đúng tiêu chuẩn. Thưa bà con, bây giờ chúng ta nuôi cá theo công nghiệp để xuất khẩu ra nước ngoài, vì vậy tiêu chuẩn rất gắt gao. Nếu chúng ta tuân thủ theo được những tiêu chuẩn gắt gao đó thì tôi tin rằng con cá ba sa, cá da trơn không những nuôi nổi chúng ta mà chúng ta sẽ làm giàu lên từ đó. Anh cứ đưa cho tôi danh sách các loại thuốc mà anh cần. Ok. Đây, anh cứ xem đi. Đây là những thứ hàng hiếm, hàng tốt. Nếu anh cung cấp cho tôi trong vòng một tuần thì tốt. Một tuần thì cũng có thể, nhưng anh phải tính giá khác cho tôi. Được. Tôi sẽ tăng lên cho anh thêm 2 phần. Đây là thuốc Tây chứ có phải đồ sida đâu. Anh tính vậy hẹp hòi cho tôi quá. Thôi, anh ráng đợt này đi. Tôi sẽ giới thiệu cho anh một mối làm ăn mới sợp lắm. Mối gì? Anh có hàng quá đắt không? Phải là hàng của Tây Âu như Anh, Pháp, Đức. Tất nhiên là có. Anh cần số lượng bao nhiêu? Tôi cần số lượng lớn. Những thứ mà người ta bỏ đi mà mình vẫn kiếm ra tiền. Cái này thì tôi có thể cung cấp cho anh vô tư. Đa số là hàng viện trợ, người ta không dùng hết, đồ bỏ đi mà. Thì phi vụ này mình bỏ ra 1 đồng mà mình kiếm 10 đồng. Anh thì kiếm cơm, còn tôi chỉ kiếm chút cháo thôi. Thì hai bên cũng có lợi mà. Nhưng mà tôi... Thôi, chuyện này tôi trả lời anh sao vậy? Ok. Vô đi. Vô. Ôi, nói thiệt giả kỳ này hả? Tôi vay tiền nhiều thiệt nhiều để đầu tư nuôi cá. Dạ, chào chú Tôn. Nói chung là dạ, chào chú Tôn. Dạ. Đi vậy. À chú. Chào chú. Tóc biển hay chú. Chào chú. Cảm ơn chị tới nghe. Chào chị. Chào anh. Chào anh. Chào chị. À, tạm gửi. Chào chú chút nha. Dạ. Chào chú. Chào chú. Chú. Dạ. Chào bác. Dạ. Dạ. Chào chị. Dạ. Lợt. Dạ. Sao? Hết buồn chưa? Xoắn tay vô làm ăn với anh nha. Dạ. Có tầm gửi ở đây, con hết buồn rồi. Vậy. À. Như vậy là quá tốt. Tầm gửi, ngày mai em ghé văn phòng của anh, photo tài liệu rồi phân phát cho bà con nha. Dạ. Còn Lực. Dạ. Ngày mốt chú đi qua các tỉnh bạn tìm hiểu thị trường cá giống. Dạ. Mà nè, bè cá nhà con hay đợt kiểm tra kỹ chưa? Dạ kỹ. Kiểm tra nhanh đi. Đợt này mà có cá, bè cá nhà con là khai trương đó. Dạ. Dạ. À chú ơi, ngày mai á con in ra danh sách những hộ cần vay vốn để chú duyệt nha. Ờ được. Còn bây giờ hai đứa đi ăn cơm với chú. Có anh Bách nữa. Không có tôi thì buồn lắm á. Tôi mời. Dạ. Dạ con đi liền.
Vô thay đồ đi, sửa sổ cho đàng hoàng lại. Thay đồ đi con. Tôi hứa với cậu là tôi làm được. Tôi tin tưởng chú nghe. Ừ. Nè, cậu nhiều xe đẹp quá ha. Làm ăn mà phải cần bộ mặt chứ. Ừ, phải vậy chứ. Vậy có được không? Tôi lên cái coi. Dạ. Thôi con đi nghe. Dạ. Đi đi. Lên xe. Dạ, thôi con đi nghe. Ngồi sát vô. Nè, con đi chơi thoải mái, dừng ở nhà chờ. Dạ, con biết rồi. Dạ, thôi con đi. Đó, gả con cho nhà giàu có không muốn, muốn gả cho thằng nhà mặt rép à? Lật lật, lật ngoài kia đi. Ừ. Đi. Cá nè. Sơ đồ bè cá nè. Nè. Dạ, tính tiền giùm em. Dạ. Dạ, bao nhiêu em gì? Gửi. Dạ, em gửi. Cảm ơn anh chị. Huy. Dạ. Cầm cái này đưa tận tay chị sang giúp anh. Cái gì hôm nay ạ? À? Em coi được không? Thôi, có gì mà coi, đi giúp anh. Ờ, em đem qua bởi là em chạy về liền á. Ừ. Nhưng mà anh ở nhà bán giùm em nha. Ai mà tới mua, anh nhớ bán giùm, mà ai mà mua không đưa tiền á, anh ghi giùm em là thiếu nợ. Nghe. Ừ. Còn ai mà đưa tiền á, khỏi ghi. Mà nếu mà lỡ có đưa tiền rách á, anh đừng lấy. Anh đổ lợi đi. Biết rồi. Ừ. Ê mà đặc biệt quan trọng rồi nha, ai mà đưa tiền giấy lớn quá anh đừng lấy nha. Sao vậy? Tại vì tiền giấy lớn quá em thối không được. Thôi biết rồi. Đi đi. Đó, đi giùm anh vậy đi. Vậy em đi nha. Ừ. Anh hẹn chị gặp tối nay ha.
Trời đất, coi đi lẹ. Ở đây. Gì vậy con? Ông Nhông chí Phèo đâu thì súng? Ông đi đâu rồi? Có gì không? Anh Lật đưa gì xem cái này nè. Con chờ về chút nghe. Công gì xếp nãy giờ? Mày làm gì vậy? Dạ con tập xếp đồ. Tập cái gì mà tập không biết nữa. Nè, của chị Sen gửi cho anh Lực đó. Con đem về cho anh Lực đi. Cái thằng này không có được coi. Đem về bển cho anh Lực đi. Con chào gì xuống vậy? Nhớ không có giục mất á, nghe chưa? Dạ. Anh Lực. Nè. Anh muốn gặp em tối nay ở chỗ cũ. Câu này là câu anh hẹn nè. Em thấy anh với tầm gửi rất xứng đôi. Ba này ba trả lời kỳ ta. Người ta hỏi trả lời mà sao trả lời kỳ vậy? À, có chịu cho cũ không? À, hình như bà Sen có ý ghép đôi anh Lực với tầm gửi nè. Vậy là anh sướng rồi nha. Một lúc mà có tới hai người được luôn. Số anh Đào Bông. Trong khi đó hả, tí em không có một ai thương hết. Cua gì hai từ đó giờ mà đâu có được. Không có kết quả gì hết trơn á. Không biết tới chừng nào mới có má với lại có em à. Ủa, anh Lực, rồi còn còn cái này sao? Trả lời không? Hay là chịu luôn? Bả ca hai tay chứ gì? Ui, cái chuyện này thiệt rắc rối quá. Gì vậy? Em vác mấy bao trấu qua chỗ lò để mai nấu thức ăn cho cá chưa? Rồi. Em cũng thay mặt đạn của má trộn thức ăn. Anh Lực, tối nay anh ở nhà với má nghe.
Em đi chơi một chút. Ừ, nhưng không có gây sự nữa đó. Em biết rồi, em đi nghe. Ừ. Gửi à, đi về hả? Hôm ra Lực sao rồi? À, bận lo cho mấy con cá ở dưới bè suốt à. Người ngậm tay chân thấy ghê quá. Lực đang định đi đâu vậy? À, đi mua dầu để về chạy thử cái máy trộn thức ăn cho cá. Vậy thôi Lực về đi, chiều mình ghé. Ừ, vậy đi nha. Chú Nhông, anh Vũ tới rồi, chị Sen chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Thì rước dâu chứ làm gì? Chị Sen, em mời mọi người vô nha. Tôi không cần rước dâu, cũng không cần đưa dâu. Chỉ một mình ông Vũ là đủ. Dạ. Sen, tại sao con chọn ngài mà con không cho má biết? Cô chào Dương. Chào má. Thưa Dượng, thưa má, thật sự chuyện này con không muốn. Nhưng mà Sen! Sen! Ai... Anh Lực! Gì vậy? Nghe tin gì chưa? Tin gì? Trời ơi, đám cưới của chị Sen đang rước dâu rồi kia kìa. Lực, Lực. Anh Lực. Trời ơi, chạy theo anh con coi. Để con. Lẹ lên. Ôi Lực. Ôi da. Trời ơi, cẩn thận nha con. Khóc cái gì? Được người ta cứ hỏi đàng hoàng, rồi đây nó sẽ được sung sướng suốt đời. Ở sớm đây nè, có ai được với nó không? Hừ. 50 triệu tiền ông đợi con, ông có giữ lấy mà xài. Tôi thề không nhận một đồng. Nhục nhã quá. Hừ. Tiền mà chê. Nhục cái gì mà nhục. Nó đã lỡ ăn ở trước với thằng Vũ rồi, bây giờ người ta xuống cưới, mẹ con bà còn đòi hỏi gì nữa?
Thằng Vũ nó cưỡng hiếp con Sen á, ông không cho mẹ con tôi đi thưa. Ông còn hăm dọa đủ điều hết á. Tôi biết ông ham giàu, cho nên lòng ông mới sanh tâm ác. Hạnh phúc gì, có yêu thương gì đâu mà hạnh phúc. Bây giờ bà muốn nghĩ tôi sao nghĩ. Nhưng đối với cô Sen, tôi có giao kèo hẳn hôi. Ông là kẻ vô lương tâm, ông ép con nhỏ tới đường cùng. Tội của ông, nước sông xứ này cũng không rửa sạch nữa. Cả con làm như mất con không bằng. Sung sướng hạnh phúc đối với nó tôi không quan tâm. Chỉ cần thằng rể quý của tôi phàn nàn một tiếng thôi thì bà sẽ là người lãnh hậu quả. Bởi vì ông bà người ta có câu: mũi dại lái chịu đòn. Me.